Các bạn ơi, mình đã vào rồi nha. Jurassic Park. Chỗ nào cũng phải đợi. Chơi dưới nước nha, nên có nguy cơ bị ướt các bạn, nên một số bạn trẻ mua áo mưa à, đây người ta có một cái máy đó áo mưa nữa các bạn. Đây nè mấy bạn, máy bán áo mưa tự động 5 đồng một cái nha. Chờ đợi mấy cái phao thuyền này nè các bạn. Ôi đợi cả thấy 45 phút đó, 1 tiếng đồng hồ đó các bạn. Kinh dị. Sẽ bắt đầu một hành trình nha. Ở đây thì hầu như là họ sẽ công chiếu những cái live show liên quan đến các bộ phim hoạt hình, ví dụ bộ phim hoạt hình Donkey, thì đây nó họ sẽ có trình diễn thực tế luôn, và cũng có chiếu các bộ phim 4D. Thì lát chút nữa nếu mà còn mở cửa thì mình sẽ vào xem phim cho bạn xem nha. Đây, đây là khung cảnh ở Far Far Away, rất là đẹp. Phim 4D đó, nhưng mà do là mình tới trễ nên bây giờ nó đóng cửa rồi. Ở đây hầu hết là những cái trò chơi là khoảng
7 giờ là người ta đã đóng cửa hết rồi, rất là sớm nha. Đó thì mình chỉ quay những quang cảnh ở đây. Bây giờ người ta cũng tập trung ở đây để chụp hình, vì ở khoa phao quay này là một khu giống như là cái quảng trường vậy đó, rất là rộng, thì có những địa điểm check-in rất là đẹp. Vì vậy nên mình thấy là ở quảng trường này mọi người đều tập trung ở đây để chụp những tấm hình để làm kỷ niệm. Mà mình đã giới thiệu với các bạn thì đó chỉ là một phần ở trong Universal thôi. Còn rất là nhiều trò chơi mà mình chưa có kịp chơi, tại hết thời gian mình không kịp chơi. Thì để lần sau nếu mà có dịp bạn mình hoặc em mình tới đây chơi, mình sẽ cố gắng dẫn các bạn đi chơi và quay lại Universal một lần nữa, chơi những trò chơi mình chưa chơi để tiếp tục review các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé. Bye bye. Các bạn ơi, bây giờ đã gần 8 giờ rồi, Universal sắp đóng cửa rồi. Mong lịch trình của tụi mình Universal ở Sentosa có đề cấp bốn ha. Thì mình có hai cái vấn đề để trải nghiệm của các bạn. Là thứ nhất, các bạn nếu muốn ra đây, các bạn nên lên lịch, mình đi sớm một chút, đừng đi quá trễ, tại vì nếu đi quá trễ thì mình chơi là chết lắm. Vì ở đây chỉ là xếp hàng là lâu thôi, còn mà mình chơi thì phải năm phút là cùng mà. Ví dụ như lúc nãy mình chơi cái trò luôn á, hầu như là xếp hàng có 45 phút mà vô chơi phải có 5 phút mà. Nên các bạn nhớ cố gắng mình sắp xếp đi sớm một chút. Universal cũng có